mình tiền là giác, trai ở một mình giác là sân, mà già ở một mình thoải mái, thích ăn thì ăn, thích tiêu thì tiêu, đi khai hoang lên vườn đất rộng mấy sào mà nghèo là nghèo đó. Rồi nói không nơi nương tựa, 11 người con mà nói không nơi nương tựa đó là đi đeo con, đúng chưa? Cho nên là tôi rất có chỗ nương tựa rất nhiều, nhưng tôi chưa phải nương tựa đấy. Mà tôi xin phép ủy ban là cho tôi xin trả lại cái chỗ hộ nghèo, tôi xin ra thoát nghèo. Bởi vì tôi còn đang giúp đỡ được những người khó khăn hơn tôi. Chứ còn những cái bà mà bây giờ cứ tự chim ra một mình chứ để mà ăn chế độ của nhà nước hộ nghèo thì những dưới là già. Xin cho người ta cho tôi xin trả chỗ hộ nghèo lại. Mà đúng tuyệt vời. Bà đúng là cuối năm cháu phải đề nghị ủy ban xã tặng giấy khen để làm gương cho những gia đình nhà khác. Cho bà trả báo tay nha. Cho bà buồn bỏ đi. Bà tặng các cháu một bài thơ đi nào. Tặng bài thơ, bây giờ tặng bài thơ kia. Bài gì cũng được. Có một cái bài thơ tặng ủy ban mà có nghĩa là đảo ấp cho bây giờ ủy ban. Mà chỉ rằng là có mỗi hai câu đấy mà không nghĩ là được câu thứ ba. Còn cái nông thôn mới lại cũng được có bốn câu rồi không nghĩ ra được. Nông thôn mới là chỉ nghĩ đến cho ngồi cho biết nhớ lại nơi đây năm thứ ba. Cổ châu do mõ gọi gà, lưng cổng con thơ vai vắt nước, đâm gạo chảy tay việc tài gia. Thế mà nay đã nhiều đổi thay, máy bò, máy gạch, máy vừa cày, quân chỉ đã học đường nhiều tiến bộ, đất nước rõ ràng đã đổi thay. Một đêm đứa tôi mà không nghĩ ra được cái câu sau nữa. Ui, cái là hay rồi. Thật hay. Còn nói về Thanh Hóa, tao xin mạng một bài huyện Thường Xuân với tỉnh Thanh Hóa nữa nha. Thanh Hóa quê tôi được màu xanh, biển núi rừng cây cảnh hữu tình, nước dòng sông Mã reo nhạc ngựa, Mã là ngựa, Thanh Hóa anh hùng trong trời xanh. Đã biết bao thời lửa chiến tranh, đế quốc chân đăng chúng mạnh hoành, đạn bom gieo khắp trên đất nước, Thanh Hóa sẵn sàng khoác áo xanh. Hay quá. Áo cửa lọc lăng thử muôn thử, để lại Việt Nam chữ yên mình. Đến đứa rồi mà không còn nói cha được nữa. Thôi kết thúc là tốt rồi, kết thúc là có học người nào ấy. Còn là cái nhất là cái bài thơ trong chữ với quân đó bác là mê man ra. Ngồi trên tàu mà bác là 20 tòa đồng triệu bạc. Bán bài thơ hả? Bán cái bài thơ thì bà đọc thử các cháu nghe xem bài thơ nó hay không nào. Bài thơ trong chữ với quân là gì nhá? Vâng. Có nghĩa là quân mình có hư hỏng điều chi đừng chửi mới. Đừng đem đi mới chuyện đi ăn. Ví dụ tôi nói chuyện con cháu con tôi đi chạy thì chạy sẽ đánh giá rằng là bà con răng con bà với đứa. Đúng không ạ? Đúng rồi. Cho nên là nói qua loa đi. Bây giờ là sáng tác một bài thơ, đánh máy photo đưa cho mỗi đứa một bà, đứa mà đọc cái bài thơ đó mà ngấm được, sửa được thì sửa. Mà đứa mà không sửa được vẫn cứ như đứa thì cho con. Đánh tay như cái bài thơ này. Tựa đề của nó là tâm sự với con. Vâng. Xem thơ suy ngẫm con ơi, làm người phải tránh miệng lời thị phi. Mẹ già cũng chả cần chi, mong con ứng xử những khi mẹ còn. Gọi là bốn phận làm con, như tấm gương sáng cháu con sôi lòng. Câu này là giao trách nhiệm này. Mẹ dù sức khỏe thế nào, tuổi già ắt hẳn dựa vào con thôi. Mong con đáp trước nghĩa đời, mẹ muốn nghe được những lời sân thân thương. Một đời giải nắng dằn thương bắn tay mẹ ngậm ngoặt đường thành quân. Năm qua tháng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bấm đăng ký để xem nhiều video hơn. Bấm chuông để nhận thông báo khi có video mới.